Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Người quan sát của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Đến hẹn lại lên những ngày qua, cả thế giới lại đổ dồn sự quan tâm về kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Các vấn đề lớn có tầm ảnh hưởng toàn cầu như chiến tranh thương mại, di cư, nguồn cung năng lượng, biến đổi khí hậu, xóa đói nghèo đều là những chủ đề nổi bật trong chương trình nghị sự năm nay của 193 thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Một chi tiết nữa cũng thu hút sự quan tâm của dư luận, đó là các quốc gia vốn có quan điểm bất đồng và xung đột lợi ích sẽ bày tỏ trực tiếp quan điểm và sự công kích lẫn nhau ra sao. Kỳ họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay như thế nào? Chúng ta sẽ cùng phân tích cụ thể trong chương trình ngày hôm nay cùng với hai vị khách mời. Trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng. Và Đại sứ Nguyễn Quang Khai từng giữ cương vị Đại sứ Việt Nam tại một số quốc gia Trung Đông. Cảm ơn hai ông đã nhận lời mời tham dự chương trình. Trước hết sẽ là tổng hợp sau của chúng tôi về kỳ họp thứ 74 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74 chính thức khai mạc ngày 17 tháng 9 tại New York, Hoa Kỳ với chủ đề Tăng cường nỗ lực đa phương nhằm xóa nghèo, thúc đẩy giáo dục chất lượng, hành động ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bao trùm. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa 74 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp toàn thể khóa 74 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 17 tháng 9 giờ địa phương, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Tijani Muhammad Bande kêu gọi các nước hành động phù hợp với chủ đề của phiên thảo luận chung năm nay là tăng cường các nỗ lực đa phương để xóa nghèo, giáo dục chất lượng, hành động và hợp tác về khí hậu. Đại hội đồng khóa 74 là cơ hội để các nước đẩy mạnh hợp tác toàn cầu, đẩy lùi thách thức và tìm kiếm cơ hội thu hẹp bất đồng. Ưu tiên của khóa họp lần này là thúc đẩy hòa bình, an ninh và ngăn chặn xung đột, tăng cường hợp tác để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, nhất là xóa đói giảm nghèo, giáo dục chất lượng và hành động về biến đổi khí hậu. Tại kỳ họp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thuyết phục người dân thấy rõ Liên Hợp Quốc có liên quan tới tất cả mọi người và nhận thức được rằng chủ nghĩa đa phương sẽ mang lại các giải pháp thực tế để đối phó với các thách thức toàn cầu. Đồng thời khẳng định, Đại hội đồng là diễn đàn duy nhất và không thể thay thế, là nơi cả thế giới cùng tập trung thảo luận về các vấn đề nhạy cảm và quan trọng. Thế giới cần các thể chế đa phương hiệu quả và các mối quan hệ quốc tế cần dựa trên luật pháp quốc tế. Tại phiên họp lần này, vẫn còn một số vấn đề làm nóng nghị trường như căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran với việc hai bên tận dụng diễn đàn này như một sàn đấu để công kích lẫn nhau. Trong bài phát biểu tại phiên thảo luận chung hôm 24 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trực tiếp cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công gần đây vào các cơ sở dầu ở Ả Rập Xê Út. Trong bài phát biểu một ngày sau đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định chỉ hội đàm song phương với điều kiện Washington phải gỡ bỏ tất cả lệnh cấm vận Tehran kể từ sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Ông Rouhani cũng lên tiếng cáo buộc Hoa Kỳ là kẻ ủng hộ khủng bố. Các lệnh cấm vận của Hoa Kỳ làm tê liệt nền kinh tế Iran. Đó là kiểu khủng bố vô nhân đạo. Cũng trong bài phát biểu của mình trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo rằng Iran có thể từ bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nếu các cường quốc châu Âu không thể cứu vãn thỏa thuận này. Ông Rouhani cho biết, cách duy nhất để bảo vệ hòa bình và an toàn ở vùng vịnh là củng cố tinh thần đoàn kết giữa tất cả các quốc gia có những lợi ích chung. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo trong phiên họp toàn thể rằng nguy cơ rạn nứt lớn đang diễn ra trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là ở khu vực vùng vịnh, và thế giới sẽ không thể lường trước được hết những hậu quả nếu cuộc khủng hoảng tại vùng vịnh leo thang. Tôi lên án mạnh mẽ cuộc tấn công mới nhất ở vùng vịnh. Đây là một sự leo thang căng thẳng ở khu vực này, và tôi tin rằng chúng ta phải ngăn chặn nó và tạo điều kiện để tránh bùng nổ mâu thuẫn ở vùng vịnh. Trong trường hợp có một cuộc đối đầu lớn ở vùng vịnh, nó sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho khu vực và toàn cầu. Có thể thấy rằng, căng thẳng giữa Hoa Kỳ với Iran là vấn đề phủ bóng lên cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và với những cuộc khẩu chiến hơn là những hành động cụ thể để gỡ bỏ mâu thuẫn. Mối căng thẳng giữa các quốc gia kể trên
vẫn sẽ tiếp tục kéo dài thêm nữa, với dự báo sẽ còn nhiều bước ngoặt mới trong tương lai. Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, báo cáo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74 về công việc chung của tổ chức nhấn mạnh và đề cao chủ nghĩa đa phương, đặc biệt là trong ứng phó với các thách thức toàn cầu. Vậy thì tại sao lần này chủ nghĩa đa phương lại được quan tâm như vậy ạ? Bản thân cái chương trình, nghị trình năm nay của khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thứ 74 thì bàn rất nhiều chủ đề liên quan đến ngoại giao đa phương, đến đối ngoại đa phương. Thế chúng ta thấy đó là gì? Vấn đề đói nghèo này, vấn đề là thúc đẩy giáo dục chất lượng này, vấn đề người nhập cư này, rồi thì hành động biến phó với biến đổi khí hậu, rồi thì vấn đề phát triển bền vững. Và trong đó chúng ta là thấy cái nghị trình năm nay đưa ra một cái chủ đề bao trùm, tức là gì? Là tăng cường cái nỗ lực đa phương để mà xóa nghèo, để mà thúc đẩy giáo dục chất lượng, hành động ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bao trùm. Chúng ta thấy là dự kiến sẽ có một số cái sự kiện liên quan đến cái ngoại giao đa phương, như là cái hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu sẽ tập hợp các nguyên thủ quốc gia liên quan vấn đề biến đổi khí hậu, đặc biệt là các nước lớn, các nước công nghiệp G7 mà có đóng góp, có tạo ra nhiều cái điều tổn hại đến môi trường là cũng sẽ có mặt đây, hoặc là cuộc họp cấp cao đa phương về phổ cập chăm sóc sức khỏe nhân dân, cái này cũng liên quan toàn thế giới, hoặc là vấn đề diễn đàn chính trị đa phương cấp cao về phát triển bền vững, đây là vấn đề rất là cấp bách rồi. Và đặc biệt có cái sự kiện cấp cao kỷ niệm ngày quốc tế về xóa bỏ vũ khí hạt nhân, thì đấy là những cái vấn đề liên quan kinh tế, liên quan chính trị, liên quan quân sự, liên quan phát triển bền vững. Tất cả những sự kiện này thể hiện rằng là Liên Hợp Quốc vẫn là cái diễn đàn đa phương quan trọng nhất, và các nước vừa và nhỏ như chúng ta trông đợi để mà thúc đẩy hợp tác, đảm bảo cái quyền lợi phát triển của mình, cũng như là đóng góp cái nỗ lực chung để ứng phó những cái thách thức đối với loài người. Vâng, 600 cuộc họp và một thế giới xung đột, đây được cho là một bài toán khó đối với Liên Hợp Quốc. Và năm nay thì Liên Hợp Quốc cũng nhận định đó là những cái thách thức thì vẫn không ngừng gia tăng. Vậy thì thưa Đại sứ Nguyễn Quang Khai, cụ thể những cái thách thức đó là gì ạ? Phải nói là tình hình thế giới vừa qua là rất phức tạp. Và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay họp thì đã bàn, phải nói rằng là có đến 170 vấn đề trong cái chương trình nghị sự, là bao trùm tất cả các vấn đề toàn cầu. Và trong đó theo tôi nổi bật nhất là thứ nhất là số lượng các cái cuộc xung đột ngày càng tăng và đưa các cường quốc trên thế giới đến bờ vực của một cuộc chiến tranh. Thí dụ như là cuộc khủng hoảng ở vùng Vịnh này, rồi vấn đề hạt nhân Iran này, rồi vấn đề hạt nhân Triều Tiên, rồi cuộc xung đột ở Syria, Libya, Afghanistan, rồi Biển Đông nữa. Rồi mới đây là xuất hiện cái cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan, tranh chấp về cái khu vực Kashmir, rồi cuộc xung đột Israel-Palestine vẫn chưa được giải quyết, rồi cuộc chiến thương mại v.v. Thì phải nói là trong cái tình hình đó là những cái thách thức rất là to lớn mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần này phải thảo luận. Thứ hai, theo tôi là có một cái thách thức lớn nữa, tức là cái hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân tầm ngắn và tầm trung thì coi như bị phá vỡ rồi sau khi Mỹ và Nga là rút khỏi cái thỏa thuận này và cái hiệp ước này. Thì cái việc mà Mỹ và Nga rút khỏi cái hiệp ước này nó mở ra một cái gọi là cái chạy đua vũ trang mới, nối lại cái cuộc chạy đua vũ trang trên thế giới. Và cái thứ ba là cái cuộc chiến chống khủng bố. Ví dụ IS hoặc là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, IS hoặc là Tổ chức Al-Qaeda thì nói chung là nói rằng đấy là đã bị tiêu diệt, nhưng mà thực ra là vẫn tồn tại, vẫn hoạt động rất mạnh ở khu vực Trung Cận Đông và thậm chí là ở các cái nước trên thế giới nữa. Và thứ tư là cái vấn đề suy thoái về môi trường rất nguy hiểm, và biến đổi khí hậu dẫn đến những cái vấn đề nghiêm trọng như vấn đề sa mạc hóa, vấn đề thiếu nước ngọt, vân vân. Và cuối cùng là vấn đề bình đẳng xã hội, vấn đề kinh tế, vấn đề công nghệ, rồi vấn đề cái khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng giữa Bắc và Nam, rồi cuộc
khủng hoảng nợ toàn cầu và nhiều vấn đề khác nữa. Nói chung là cái tình hình rất hết sức phức tạp trong cái khi mà cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp kỳ này. Vâng, trong khi mà Liên Hợp Quốc thì lại luôn kêu gọi các quốc gia là hợp tác để giải quyết cái vấn đề. Nhưng mà quan điểm của Tổng thống Donald Trump thì vẫn luôn nêu quan điểm đó là bản thân các nước thì phải tự giải quyết cái vấn đề của riêng mình. Tại sao Hoa Kỳ thì vẫn tiếp tục đưa ra cái quan điểm như vậy cả trong đối nội lẫn đối ngoại, trong khi nhiều vấn đề Hoa Kỳ thì không tự giải quyết được, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân ạ? Chúng ta thấy là liên tục trong 3 năm vừa qua ấy, thì ông Tổng thống Mỹ Donald Trump ấy, là đều xuất hiện trước các cái kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Lần thứ nhất mà chúng ta thấy ông xuất hiện đó là ông ấy là năm 2017 đấy. Lần đó là mới nhậm chức xong. Thì ông đã tận dụng cái cơ hội đó có mặt tại Liên Hợp Quốc để mà khẳng định quyết tâm thực hiện cái nước Mỹ trên hết, để mà thực hiện cái cương lĩnh tranh cử của ông. Lần thứ hai năm 2018 ông lại xuất hiện. Và lần này thì ông tìm cách tạo thuận lợi cho cái cuộc vận động tranh cử của Đảng Cộng Hòa tại cái cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Và lần thứ ba năm nay chúng ta vừa thấy thì Tổng thống Mỹ lại đề cập đến vấn đề xoay quanh cái chính sách nước Mỹ trước hết, để là thể hiện hình ảnh một cái ông lãnh đạo đấy là luôn giữ được cam kết và gặt hái được những cái thành tựu đáng kể. Mà có thể nói là ông Tổng thống Mỹ rất tự hào, ông khoe rằng là trong thời gian vừa qua cái mức thu nhập với mức lương của người dân ấy thì tăng, rồi kinh tế Mỹ thì phát triển, tỷ lệ thất nghiệp thì giảm, sức mạnh quốc phòng thì được tăng cường. Đấy. Thế và có thể nói là ông Donald Trump lại rất khéo cái tận dụng các cái diễn đàn, đặc biệt là cái diễn đàn của họ, cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, để mà quảng bá cái hình ảnh của nước Mỹ, quảng bá cái hình ảnh của cá nhân ông. Đây là cũng cái thông điệp để gửi đến các nhà lãnh đạo trên thế giới, là đối về mặt đối ngoại đó. Nhưng mà cũng là cái thông điệp để gửi tới cử tri Mỹ, là về mặt đối ngoại, là dưới sự lãnh đạo của ông, nước Mỹ vẫn đang tiếp tục vững bước đi lên. Thế thì cái này chúng ta thấy là cái cốt lõi của ông Trump vẫn là cái chính sách làm bảo đảm bảo cho lợi ích của nước Mỹ trước tiên, mà ông sẽ tiếp tục mà thúc đẩy, dẫn dắt trong cái nhiệm kỳ của ông ấy, để tiếp tục thực hiện cái cương lĩnh tranh cử là nước Mỹ trên hết. Một trong những vấn đề quan tâm nhất tại hội nghị lần này đó chính là cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cụ thể thì Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Mnuchin cũng cho biết là Hoa Kỳ thì đang tìm cách để tạo nên một bầu không khí hiệu quả hơn để nối lại các cuộc đàm phán sau nhiều tuần căng thẳng. Một mặt thì lên án gay gắt, một mặt thì tìm cách để có thể cải thiện quan hệ song phương về thương mại. Vậy thì căng thẳng thương mại giữa hai cường quốc số 1 và số 2 thế giới này được mô tả như thế nào cho đúng bản chất, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân ạ? Chúng ta thấy đúng là có những cái hình ảnh mà người ta nếu mà nhìn bề ngoài thì người ta cứ nghĩ rằng là hai nước này tiêu diệt nhau đến nơi rồi. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung này rất khốc liệt, nó kéo dài và đôi bên cùng thiệt hại, nhưng mà họ không đi đến loại trừ lẫn nhau. Và có thể nói là trong cuộc chiến tranh này Mỹ cũng không thắng mà Trung Quốc cũng không thua. Và chính sách mà cứng rắn của Mỹ mà đại diện là Donald Trump hiện nay ấy, thì chúng ta thấy là cái chính sách đó cũng không hẳn là vì lợi ích của nước Mỹ đâu. Mà đây theo tôi đây nó là chiến thuật để ông chuẩn bị bước vào cái bầu cử. Mà khi bước vào bầu cử, ông tái cử, tái đắc cử, thì khi tái đắc cử rồi ấy, thì ông sẽ hợp tác với Trung Quốc. Mặc dù là không phải là hợp tác cùng thắng, nhưng mà cũng sẽ không để kinh tế Mỹ là rơi vào một cái vực thẳm nào khác cả. Cạnh tranh hai nước sẽ vẫn tiếp tục ở trên một số lĩnh vực, đặc biệt là cái lĩnh vực công nghệ cao. Thế rồi là hai nước sẽ hợp tác phân công trong một số chuỗi ngành nghề, và hai nước sẽ cùng giữ cái vai trò chủ đạo, chứ không thể để một cái anh nào giữ độc quyền cái vai trò chủ đạo này được. Hai nước hiện nay đang đàm phán và có thể sẽ ký cái thỏa thuận trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống. Và nếu mà khả năng Trung Quốc và Mỹ tăng cường hợp tác sau khi ký thỏa thuận là rất lớn. Đấy. Dù là ông Trump thắng cử hay là người khác lên cầm quyền thì Trung Quốc và Mỹ cũng sẽ hợp tác với nhau để mà thúc đẩy cái kinh tế này. Như vậy là bản chất của cái quan hệ, cái thương mại, chiến tranh thương mại hiện nay ấy, giữa Mỹ Trung Quốc là gây sức ép lẫn nhau, tìm hiểu cái cách
đánh của nhau, cái chiến thuật của nhau để mà tìm cái lợi thế của mình, tìm cái chiến thuật mới phù hợp lên để cuối cùng lại sẽ bắt tay hợp tác với nhau trong một cái tương quan lực lượng mới. Vâng, với nhiều cái vấn đề còn tồn tại như vậy thì quan điểm chung của Liên Hợp Quốc để có thể hóa giải những cái xung đột đó là gì ạ? Thưa Đại sứ Nguyễn Quang Khai ạ. Tôi cho rằng là Liên Hợp Quốc và đặc biệt là cái Hội đồng Bảo an là phải có một cái quan điểm chung và phải có một cái đặt lợi ích chung của thế giới là hòa bình, an ninh và ổn định thì sẽ giải quyết được các cái vấn đề mang tính chất toàn cầu. Thí dụ như là vấn đề hạt nhân Iran chẳng hạn, thì ký giữa Iran với các nước thành viên Hội đồng Bảo an là P5 cộng 1 và Đức, thì bây giờ là rồi Hội đồng Bảo an đã thông qua cái thỏa thuận này ngày 20 tháng 7 năm 2015, tức là ngay sau khi ký cái thỏa thuận này đó, thì bây giờ chỉ cần thực hiện những cái thỏa thuận của Hội đồng Bảo an, những cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an thì có thể là giải quyết được vấn đề hạt nhân của Iran, hay là những cái cuộc xung đột khác như là ở Yemen thì Hội đồng Bảo an cũng đã có cái nghị quyết là 2451 ủng hộ cái thỏa thuận đạt được giữa chính phủ của Yemen với những cái và lực lượng Houthi ở Stockholm tháng 12 năm ngoái. Thế rồi là vấn đề Libya, cuộc khủng hoảng Libya thì cũng có cái nghị quyết là từ năm 2015 của Hội đồng Bảo an là thành lập một cái chính phủ hòa hợp dân tộc rồi chấm dứt cái chiến sự. Thế hoặc là cái cuộc xung đột Palestine và Israel kéo dài đến 70 mấy năm nay rồi, thì đã có rất nhiều những cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc, có rất nhiều những cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đặc biệt là cái nghị quyết 242 và 338 năm 1972 chẳng hạn, thí dụ 1967 và 1972. Hoặc là vấn đề Triều Tiên thì cũng vậy, thì thực hiện cái quả giữa Donald Trump và Trump và Kim Trung Ưn tại Singapore, thế thì đã thỏa thuận rồi nhưng mà phía Mỹ lại không thực hiện. Thế cho nên rằng là bây giờ nếu mà có một cái quan điểm chung vì cái lợi ích chung của thế giới, tức là hòa bình ổn định và an ninh hòa bình ổn định ấy, và giải quyết những cái cuộc xung đột bằng những cái biện pháp hòa bình, tức là có cái quan điểm chung và Hội đồng Bảo an phải có cái vai trò hết sức quan trọng để thực hiện những cái nghị quyết, thì tôi cho rằng là những cái cuộc xung đột này nó sẽ được giải quyết hết sức nhanh chóng. Vâng ạ, xin được cảm ơn hai vị khách mời. Giải quyết các xung đột bằng biện pháp hòa bình và bằng hợp tác đa phương, đây là tôn chỉ mà Liên Hợp Quốc luôn nhấn mạnh, và điều này cũng tương thích với quan điểm của Việt Nam. Là thành viên của Liên Hợp Quốc hơn 40 năm nay, với hai lần trúng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã có nhiều đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định của thế giới. Trước khi tiếp tục trò chuyện với hai vị khách mời về vấn đề này, chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây. Consistent with past practice, in Vietnam, 192 votes. Lần thứ hai, hai tiếng Việt Nam được sướng lên với tư cách ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Những tràng pháo tay không ngớt thể hiện niềm tin của tất cả các quốc gia trên thế giới đã dành chọn cho Việt Nam. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương đề cử một ứng viên cho vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021 và thống nhất lựa chọn Việt Nam. Và Việt Nam đã trúng cử với số phiếu rất cao. Việt Nam đã ngày càng gia tăng sự tin tưởng, tăng cường vai trò của mình trong khu vực cũng như trên thế giới. 42 năm qua, Việt Nam đã tham gia ngày càng sâu rộng, hiệu quả vào các cơ chế diễn đàn của Liên Hợp Quốc. Sự kiện quan trọng đánh dấu vị thế của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đó là việc Việt Nam tham gia ứng cử và được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ năm 1997, là thành viên Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế nhiệm kỳ 1997-1999 và năm 2003, được bầu vào Ủy ban Phát triển Xã hội và Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc tháng 5 năm 2000, bầu vào Ban chấp hành Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa tháng 10 năm 2001, là thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016. Trong khuôn khổ sáng kiến thống nhất hành động Một Liên Hợp Quốc, một ngôi nhà xanh chung Liên Hợp Quốc lần đầu tiên được xây dựng tại Hà Nội. Một đóng góp quan trọng nữa của Việt Nam đó là việc cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Những chiến sĩ mũ nổi xanh với cờ đỏ sao vàng trên ngực áo đã trở thành những sứ giả, lan tỏa khát vọng hòa bình và đang góp phần làm hồi sinh những vùng đất bị chiến tranh, xung đột tàn phá.
sau 5 năm, với 93 cán bộ sĩ quan tham gia hoạt động này, đóng góp của Việt Nam cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc được dư luận trong nước ủng hộ, Liên Hợp Quốc và các nước trên thế giới ghi nhận với những đánh giá tích cực. Hoạt động gìn giữ hòa bình là một hoạt động đặc trưng về quốc phòng quân sự và chúng ta mới tham gia cách đây 5 năm. Nó cũng là một cái đóng góp mặc dù không lớn nhưng mà quan trọng cho những cái đóng góp chung của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế cũng như là Liên Hợp Quốc. Nó thể hiện cái mong muốn của Việt Nam là không chỉ bảo vệ Tổ quốc mình, không chỉ bảo vệ hòa bình, an ninh và phát triển của nhân dân mình mà còn tham gia bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới. Và vì vậy chúng tôi cho rằng là những cái kết quả tốt đẹp trong hoạt động gìn giữ hòa bình vừa qua cũng đóng góp phần cho việc mà các quốc gia bỏ lá phiếu ủng hộ rất cao đối với việc mà Việt Nam một lần nữa trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việt Nam sẽ đóng góp được rất nhiều, bởi cũng như chúng tôi, Việt Nam rất đáng tin cậy, làm việc dựa trên nguyên tắc đã cử quân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình và còn rất nhiều lĩnh vực khác Việt Nam có thể đóng góp khi trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an. Tiếp tục nằm trong nỗ lực đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới, Việt Nam đã đưa ra những cam kết về việc thực hiện thành công chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc và các mục tiêu phát triển bền vững. Với những hành động thiết thực của mình, Việt Nam đang có những đóng góp tích cực và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Vâng, thưa Đại sứ Nguyễn Quang Khai, 42 năm gia nhập Liên Hợp Quốc, những đóng góp ấn tượng thiết thực nhất của Việt Nam với tư cách thành viên của tổ chức này là gì? Và quan điểm của Việt Nam trong giải quyết các xung đột, mâu thuẫn như thế nào? Thưa ông, phải nói là ngay sau khi gia nhập Liên Hợp Quốc năm 1977, thì Việt Nam đã trở thành một cái thành viên có trách nhiệm và là một trong những cái quốc gia đi tiên phong trong việc thúc đẩy hòa bình, tiến bộ, hợp tác và phát triển trên thế giới. Và Việt Nam đã có rất nhiều những cái đóng góp vào những cái cuộc thảo luận của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hàng năm và Hội đồng Nhân quyền, thế rồi Hội đồng Kinh tế Xã hội ECOSOC và nhiều những cái cơ quan khác trực thuộc Liên Hợp Quốc. Thế rồi Việt Nam phải nói rằng 2 lần đã được bầu vào cái làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an. Đặc biệt đấy là phải nói rằng là gần đây thì Việt Nam đã có những cái đóng góp vào vấn đề hòa bình, an ninh và ổn định trên thế giới. Tháng 6 năm 2014 thì chính phủ đã thông qua phê duyệt một cái đề án gọi là Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia vào hoạt động giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc cho cái thời kỳ 2014 và 2020 và cái thời gian tiếp theo nữa. Thì tiếp theo cái đó đấy, tiếp theo cái đề án này ấy, thì phải nói rằng là năm 2018 thì ta đã vừa tham gia cái phái bộ giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Rồi ta đã đưa một cái bệnh viện dã chiến số 1, đúng không? Thiếu tướng Quân. Rồi với 63 cán bộ nhân viên sang để mà làm việc tại cái bệnh viện dã chiến này. Rồi năm 2019 thì cái bệnh viện số 2 hiện nay là đang chuẩn bị đưa sang, đúng không ạ? Thì gồm có 70 cán bộ nhân viên và phải nói rằng là cái việc tham gia của Việt Nam ấy, được Liên Hợp Quốc, được thế giới đánh giá rất là cao. Và sau đây có lẽ là ta sẽ còn mở rộng hơn nữa về cái tham gia vào cái giữ gìn hòa bình ở Liên Hợp Quốc. Và về vấn đề kinh tế chẳng hạn, nước mình ấy, là không phải là nước giàu, là một cái nước gọi là rất nhiều khó khăn về kinh tế. Thế nhưng mà mình cũng đã đưa ra được một cái sáng kiến, tức là hợp tác 3 bên giữa Việt Nam, Liên Hợp Quốc, các tổ chức của Liên Hợp Quốc và một nước ở châu Phi để giúp đỡ những cái nước châu Phi sản xuất lương thực, rồi về y tế, về tự túc về lương thực, để xóa đói giảm nghèo. Thì cái sáng kiến này nó cũng đã đem lại những cái kết quả bước đầu,
rất là tốt và được Liên Hợp Quốc và các cái tổ chức khác của Liên Hợp Quốc được đánh giá rất cao. Vâng ạ, như Đại sứ Nguyễn Quang Khai có vừa chia sẻ là tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một trong những đóng góp rất thiết thực của Việt Nam. Vậy thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, hoạt động này thì đã tạo nên ý nghĩa như thế nào đối với việc củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ạ? Thông qua cái hoạt động gìn giữ hòa bình ấy, Việt Nam chúng ta chứng tỏ với bạn bè quốc tế rằng là chúng ta là một quốc gia có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, mà chúng ta đáp ứng cái mong đợi từ rất lâu rồi của bạn bè trên thế giới. Việc chúng ta tham gia vào gìn giữ hòa bình này được thế giới đánh giá như thế, là tức là tăng cái điểm ghi nhận của thế giới trước cái sự hội nhập quốc tế của Việt Nam, là cái đánh dấu trong cái nỗ lực của chúng ta trong cái việc là thực hiện cái nghĩa vụ thành viên Liên Hợp Quốc và cái nghĩa vụ trong cái việc là gìn giữ hòa bình, an ninh thế giới. Và chúng ta cũng là một bước hiện thực hóa cái chủ trương là chủ động tích cực tham gia các cái cơ chế đa phương về quốc phòng an ninh, trong đó có việc tham gia các hoạt động hợp tác ở mức cao như là cái hoạt động gìn giữ hòa bình này. Và tôi nghĩ đây cũng là một cách để chúng ta góp phần thực hiện bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Do chúng ta tham gia gìn giữ hòa bình mà có cái hiệu quả được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đánh giá cao, thì chính cái đó là tạo thuận lợi cho là để Liên Hợp Quốc lựa chọn Việt Nam là một trong bốn nước được thành lập đặt cái trung tâm gìn giữ hòa bình của khu vực. Và có cái trung tâm này thì chúng ta sẽ đào tạo anh em đi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình theo cái quy chuẩn của Liên Hợp Quốc, từ đó nâng cao cái khả năng thích ứng của bộ đội ta, nâng cao cái khả năng là liên kết với các nước khác, và đây cũng sẽ là một cái địa chỉ tin cậy cho các nước bạn bè trong khu vực. Nếu muốn tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, cái việc chúng ta tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc rõ ràng nó hậu thuẫn rất mạnh mẽ cho cái việc như là Đại sứ Nguyễn Quang Kha vừa nói, là chúng ta sắp tới đảm nhiệm cái cương vị ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khóa 2020-2021 và chúng ta đảm nhiệm cương vị là Chủ tịch ASEAN năm 2020. Thế thì đấy là cái việc nâng cao uy tín là như thế. Thế còn mặt cái lợi ích thì chúng ta có thu được gì không? Tôi nghĩ cũng có chứ không phải không đâu. Chúng ta nhận được cái sự quan tâm hỗ trợ của các nước, mà các nước lớn mà chúng ta có quan hệ song phương rất tốt ấy, như là Ấn Độ, như là Úc, như là Pháp, như là Mỹ, như là Trung Quốc, v.v. Và chúng ta được các bạn ấy hỗ trợ cho trang thiết bị, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực cho, và cả Liên Hợp Quốc cũng tham gia cái chuyện này rất là tích cực. Như thế là gì? Chúng ta có thể nói là tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, chúng ta không những nâng cao vị thế của quân đội mà chúng ta còn góp phần là nâng cao cái vị thế của đất nước chúng ta ở khu vực cũng như trên trường quốc tế. Tại cái khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 74 lần này ấy, thì Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng sẽ đã đưa ra một cái đề nghị, tức là coi như là một cái sự đóng góp của Việt Nam đối với cái kỳ họp của Đại hội đồng lần này, là gì? Đưa ra hai vấn đề tôi cho rằng vấn đề rất quan trọng. Thứ nhất ấy, là mình đề nghị là tăng cường hơn nữa cái chủ nghĩa đa phương vì một nền hòa bình và phát triển bền vững. Cái thứ hai là đề nghị là tôn trọng luật pháp quốc tế. Bởi vì hiện nay là rất nhiều nước vi phạm cái luật pháp quốc tế, cho nên là mình phải đề nghị là các nước phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Và cái điều này là nói trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Vâng ạ. Xin được cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý khán giả và các đồng chí, bước vào năm thứ 75 trong lịch sử, Liên Hợp Quốc đang đứng trước nhiều thách thức lớn, trong khi nhiệm vụ thì ngày càng gia tăng. Dù vậy, Liên Hợp Quốc vẫn đóng vai trò là thể chế đa phương quan trọng nhất, được các nước, nhất là các nước vừa và nhỏ, trông đợi và thúc đẩy hợp tác đa phương. Qua đó thì bảo đảm quyền lợi và tiếng nói của mình, đóng góp vào nỗ lực chung của nhân loại trong ứng phó với các thách thức toàn cầu. Và như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã phát biểu, Đại hội đồng là diễn đàn duy nhất và không thể thay thế, là nơi cả thế giới cùng tập trung thảo luận về các vấn đề nhạy cảm và quan trọng. Thế giới cần các thể chế đa phương hiệu quả và các mối quan hệ quốc tế cần dựa trên luật pháp quốc tế. Thế giới vẫn luôn trông đợi vào những điều tốt đẹp mà Liên Hợp Quốc mang lại cho chúng ta. Một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia trò chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.